S2 .vn MU Online cổ xưa hiểu rất rõ người chơi cần gì, mong muốn gì ở game MU và hướng tới sự cân bằng số lượng giữa các chủng tộc trong game. Ban quản trị S2 .vn đã dày công nghiên cứu và thức trắng đêm để cho ra hệ thống máy chủ mới chí tôn phiên bản Season 2 đặc biệt, sử dụng Auto Reset in game, Anti Hack Protection VIP, phát triển 5 lớp nhân vật chuẩn West End. S2.vn chính thức open beta vào 16 giờ ngày 2 tháng 10 năm 2021. S2.vn bang hội tranh hùng. Đây quả 6 này, bảy hiệu 4 đưa về. Có xe giò lớp 1 làm thêm một quả quả. Có bảy hiệu đằng sau. Quả 5 thôi. Đầu là hơi min. Hơi min đầu. Đời bạn anh em ạ. Vâng, đập bóng người cầm màu tám. Đó là game thủ vâng gắn đi. Tỷ số là 1-2, trận đấy mới trận đấu chung kết sớm thôi. Đẹp mong các bạn. Bài những bình thường thôi, không biết đẹp lắm. Vâng, tình huống đặt cái móng, nói chung là cái tình huống ai cũng đặt cái móng đi thôi. Ông nào nhanh hơn thôi. Và mình thì không cứng được cái tình huống mà ấn chuột rồi. Đen xì luôn các bạn ạ. Qua đây với trận đấu thứ tư. Chúng cái sớm trong trận đấu thứ hai. Makele, cái kia Rome cho, Mark cho, Rome của Gani, Johnston, đến từ cú sút, chúng ta có ăn nước của Mark, có sống thứ cho, S2.vn hân hạnh đồng hành cùng trận đấu này. S2.vn máy chủ mới chí tôn open beta 16 giờ ngày 2 tháng 10 năm 2021. S2.vn mở online cổ xưa phiên bản season 2 đặc biệt, tối đa cánh cấp 2, không ngay từ mới, đa chiến một ngày 3 lần. Free gift code dành cho các thân thủ. Anh em hãy đăng ký tài khoản tham gia chơi và PK cùng các game thủ về lớp BB tại S2.vn nhé. S2.vn mỹ thuật hoàng gia. All of my,
Diary, mình làm dần một cánh rừng hết sạch rồi này, rừng đầu này hết sạch rừng đầu luôn ạ. Hai năm trên 28 làm dần cánh rừng. Homus. 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 Hom
Y luôn. Có son. 8. Cái gì mà sang đây đâu lại. Oh!
7 thôi. Hoa xịt quá. Hoa xịt rồi. Hoa xịt. Cắt cầu phát thua luôn thông 3 trận ạ.